Bắc Hà Sù Trắng, King. Đợt này thì King bị hụt mất một em cái. Một em cái Bắc Hà ngoài đến muốn xin phối của King. Nhưng mà em cái, một em cái rất là khó phối, là không chịu. Hay là cuối cùng là King thấy King xử lý không được thì cho lau ra, thì lau lại được. Thế là coi như là King đợt này là bị lau, nó cướp trên dần mướp. Mất một em cái ngoài màu trắng. Đó. Đăng video lên thì cũng rất nhiều người thích con King, mà khi mà gặp thực tế thì lại còn thích hơn nữa. Đấy là mình truyền đạt lại cái nhận định của mấy người đến mà cho chó đến xin phối, là khi gặp con King thì con King ở bên ngoài nó còn đẹp hơn ở trên video. Cái đấy là như mình đã từng nói ở trong rất nhiều video, là con chó ở bên ngoài nó đẹp hơn là con chó ở trên video. Ai mà đến mà gặp trực tiếp rồi thì sẽ biết là cái đấy là mình nói thực tế. Còn ai mà chưa nhìn thực tế thì có thể vẫn nói là mình nói, vẫn nghĩ là mình nói quá. Nhưng con chó thực tế ở bên ngoài là nó sẽ đẹp hơn ở trên video. Đợt này là đang cho King chuẩn bị ghép cái cặp thứ tư. Đợt này là cho phối gần để cho King ghép với đủ 4 con cái luôn, để lọc gen. Hy vọng là 4 cặp này sẽ có được vài hậu duệ xuất sắc. 4 cặp, mỗi cặp được một hậu duệ xuất sắc là vui rồi. Vì cái lọc gen này là nó là một cái bài toán gọi là mạo hiểm. Khi mà phối gần ấy, nhiều người mà không biết ấy, thì cứ đọc những cái thông tin ở trên internet. Bây giờ thì nó có rất nhiều thông tin, nhưng mà đọc những cái thông tin đọc không đến nơi đến chốn thì nghĩ là cái phối gần hay là gọi là phối cận huyết, là nó ra con dị dạng, rồi nó thế này thế kia, gây thoái hóa giống, rồi thế này thế kia. Nhưng đấy là do mọi người không đọc kỹ thôi. Còn nếu mà mọi người đọc kỹ ấy, thì trong tất cả các tài liệu chuyên môn, người ta sẽ nói rất là rõ ràng là gì? Phối cận huyết nhiều đời. Phải thêm cái chữ nhiều đời nhá. Bỏ cái chữ ấy đi là nó khác đi. Nó khác ngay vấn đề ngay. Phối cận huyết nhiều đời thì nó gây ra thoái hóa giống và có tỷ lệ bị dị dạng. Đó. Chứ còn trong nhân giống thì để giữ lại được những cái gen tốt thì người ta buộc sẽ phải cho phối gần hay là phối cận huyết thì mới giữ lại được những cái gen chung, là cái gen tốt mà muốn giữ lại. Và để mà nó gây ra thoái hóa giống hoặc là có tình trạng dị dạng thì nó phải là phối cận huyết nhiều đời nó mới gây ra cái tình trạng đấy. Đó thì tiện đây là cũng chia sẻ để mọi người biết, chứ không là thấy mình cho phối theo kiểu phối gần như thế này lại bảo phối cận huyết này cho con đã thế này thế kia. Chúng ta khi mà chúng ta có tham gia, chúng ta có tham khảo các cái kiến thức về nhân giống thì chúng ta cũng phải đọc kỹ. Chứ một cái câu thôi, một cái câu rất quan trọng thôi, là phối cận huyết nhiều đời thì nó gây ra cái việc thoái hóa giống sức chống chịu đề kháng kém và có tỷ lệ dị dạng, tức là gây ra những cái dị tật bẩm sinh. Mà chúng ta bỏ bớt cái chữ nhiều đời một cái là nó đã sai rồi, câu nó sai ngay. Nên là mình thấy là có rất nhiều người là có cái sự cực đoan khi mà nhìn nhận về cái việc mà nhân giống mà cho phối cận huyết, vì mọi người bỏ sót cái chữ nhiều đời, thành ra mọi người bị hiểu sai. Còn cái việc mà phối cận huyết để mà giữ lại được những cái gen quý, những cái gen quan trọng, đấy là một cái việc đương nhiên phải làm. Còn phối cận huyết thì nó có nhiều kiểu phối cận huyết. Phối cách đời, hoặc là phối liên tiếp đời, tức là theo kiểu là phối thường để cái bài toán phối cận huyết an toàn thì người ta sẽ cho ông bà phối với lại cháu, hoặc là gần hơn một tí nữa thì cho cháu phối với lại cậu, cô cậu. Còn gần hơn nữa thì là phối theo kiểu là bố mẹ phối con. Nó cũng cận huyết nhưng mà nó đã có một cái gen nó được pha chen ở giữa, gần như nó sẽ không có cái tỷ lệ dị tật và cho con nó vẫn đảm bảo là cho con khỏe. Chứ mọi người sẽ ít thấy người ta phối cận huyết là theo kiểu là hai con cùng đàn phối nhau. Mọi người sẽ thấy là rất ít cái tình huống như thế. Là cái đấy là cái bộ gen nó tương đồng, nó có thể nó ra dị tật. Đó, thì hy vọng là cái đợt lọc giống này mình sẽ có được những cái con giống mà bộ gen của nó giữ được cái bộ gen ổn định. Vì sao mình phối cho phối gần với cái con King này và con của con Queen, là bởi vì mình nhận thấy là cái bộ gen của King và Queen là cái bộ gen Bắc Hà Trắng cực kỳ ổn định. Nó cực kỳ ổn định vì sao? Vì sao nói là nó cực kỳ ổn định? Vì tất cả các chó con mà nó đẻ ra đều là chó màu trắng, không có bất kỳ một con nào màu khác. Đấy là cái cực kỳ là quý, hiếm chứ không phải không. Cho nên là mình muốn lọc gen của nó một lần nữa để cho nó vững vàng cái bộ gen mà chó trắng. Đó, chó trắng đó. Chó trắng thì cá nhân mình thấy là nó rất là đẹp. Đấy, còn khi mà cho phối gần ấy thì phải chấp nhận. Chấp nhận ở đây là phải chấp nhận cái gì? Cái tỷ lệ mà chó con nó đẻ ra ít hơn so với lại phối khác máu. Cái đấy là đương nhiên phải chấp nhận, phải đánh đổi. Nhưng mà không phải lo về cái việc là chó con nó có cái tỷ lệ dị tật, là cái đấy là không phải lo. Vì là cái phối cận huyết ở đây là vẫn là phối chưa phải là cái mức cận huyết cao nhất. Mà kể cả là có phối cái mức cận huyết cao nhất mà nếu mà phối một lần thì gần như nó cũng không có cái tỷ lệ mà chó bị dị dạng đâu. Như King là đợt này là mọc lại lông gần đủ rồi. Gần đủ thôi chứ cũng chưa đủ đâu. Lông ở trên người, lông bụng, lông cổ thì coi như là ok rồi. Nhưng mà lông đuôi vẫn chưa phải là cái mức tốt nhất của King. Sẽ còn dài ra thêm một tí nữa. Nhưng mọi người nhìn thấy cái lông đuôi của nó cũng đã đẹp rồi, nhưng mà nó còn sẽ đẹp hơn nữa. Khoảng một tháng nữa mình sẽ quay lại King. Sẽ quay lại King và quay lại dàn cún cái mà ghép với King đợt này. Thì phải một tháng nữa thì những cái cún cái này nó mới mọc lại đủ lông. Bây giờ nó đều ở cái giai đoạn thay lông, chưa đủ lông, chưa thấy được cái vẻ đẹp của nó.